Sau 15 ngày mở cửa phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, dự kiến không giờ ngày 10 tháng 2 nhằm ngày mùng 10 Tết, tuyến chính cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ đóng cửa tạm ngưng lưu thông để tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại. Trước đó, được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2, doanh nghiệp dự án đã mở cửa cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận phục vụ xe ô tô lưu thông hai chiều đoạn từ nút giao Thân Cụ Nghĩa đến nút giao An Thái Trung. Các phương tiện lưu thông 24 24 với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km h Nhờ vậy đã góp phần giảm lưu lượng phương tiện lưu thông, giảm ủng tắc giao thông trên quốc lộ 1. Khi cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ngừng hoạt động, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tiếp tục điều tiết hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo lộ trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đi quốc lộ 1 về miền Tây và ngược lại.